Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Armani Colette khác. Đợt này thì ICS có về mấy chiếc Armani Colette đều rất đẹp, và chiếc Armani Colette này cũng là một trong những cái chiếc trong series về đợt này. Mình sẽ mở hộp ra để cho anh em có thể thấy. Đó, vẫn là một cái hộp quen thuộc của Armani Colette, và mình sẽ view nhanh qua phần này. Các bạn sẽ thấy một cái hộp da màu ghi của Armani Colette, và chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ của chúng ta ở phía trong. Đó. Và chiếc này thì nó sẽ có cái tag mã ở đây. Chúng ta sẽ có mã của chiếc này, đó là Aman Chamelan Day Date, và chúng ta có mã là 9640A gạch ngang GR gạch ngang P974GR2, và serial number của chiếc này là 57030. GR ở đây là tức là màu gray, vì chiếc này có mặt màu gray các bạn ạ. Thì các bạn sẽ thấy ngay là cái màu gray của chiếc này. Đây là một cái màu cũng rất là lạ, và mình cũng chỉ thấy trên các dòng Armani Colette. Trước đây mình đã trên tay một chiếc có lịch Big Date và có niềng 18K. Còn với chiếc này thì nó sẽ kém cao cấp hơn một chút. Tuy nhiên là chiếc Armani Colette này thì được làm rất là đẹp, và với mức giá khoảng hơn 20 triệu thì thực sự là mình, nó khoảng 23 triệu thì thực sự mình thấy là mẫu này nó vượt lên hết so với các cái finish, so với những cái hãng khác. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có cái mặt dial cực kỳ đẹp, và đặc biệt mặt của em nó màu gray, và chúng ta mặt dial của chúng ta cũng được chia thành hai lòng, với cái lòng trong các bạn có thể thấy ngay là những cái vân hoa đồng tâm rất là đẹp, và nó tạo cho chúng ta cái cảm giác là mỗi góc nhìn chúng ta đều có một mặt dial khác nhau. Ở phía ngoài thì là nơi chứa các cái cọc số của chúng ta, và những cái cọc số này thì nó được làm ở trên một cái lòng mà có những cái đường tròn đồng tâm rất là đẹp. Và các bạn lưu ý là bộ kim và cọc số của Armani Colette thì phải nói là rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy với cái bộ kim và cọc số này nó bắt sáng cực kỳ tốt. Các bạn để ý cái cọc số của em nó thì nó được làm hình thang, và sau đó ở phía trong thì chúng ta có một hình chữ nhật, và nó cắt đều bốn cạnh. Với cái cắt kim cương bốn cạnh này nó sẽ giúp cho cái độ bắt sáng của chúng ta cực kỳ tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy ngay cái độ bắt sáng của em nó rất là đẹp. Đó. Và chúng ta sẽ có cái dòng chữ Automatic Day Date ở góc 6 giờ. Cùng với dưới đó là chúng ta sẽ có hai lịch, lịch Day và lịch Date. Rất là dễ dàng để các bạn sử dụng. Ở vị trí 12 giờ thì chúng ta sẽ có cọc đôi, và cùng với đó là dạ quang đôi, giúp chúng ta có thể dễ dàng phân biệt kể cả ngày và đêm. Và chúng ta sẽ có cái logo Armani Colette Chamelan ở góc 12 giờ. Đó. Nói chung là về mặt dial của em này thì được thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời. Chiếc này có size là 42.5mm. Cho nên là sẽ phù hợp với anh em tay 16.5 đến 17cm trở lên. Đó, rất là tuyệt. Mặt kính của em nó sử dụng mặt kính sapphire và có lớp phủ chống lóa xanh AR. Các bạn có thể thấy đây, cái lớp xanh đây. Cho nên là nó sẽ giúp cho mặt số của chúng ta trong vắt. Kể cả chúng ta nhìn nha, các bạn thấy khi mà mình quay gần vào cận cảnh thì các bạn sẽ thấy rõ là cái mặt dial của em nó được làm rất là đẹp và tuyệt vời. Đó, cộng thêm cái lớp AR xanh thì thứ nhất nó càng trong, và ở nhiều góc nó xanh lên rất là đẹp, ánh xanh rất là đẹp. Nói chung là về độ hoàn thiện của Armani Colette thì mình phải nói là mình chưa có chê một chiếc nào. Và độ hoàn thiện của Armani Colette rất là tuyệt vời. Đó, kể cả về kim, cọc số lẫn mặt dial. Đi kèm với em nó là một bộ dây da cá sấu xịn màu màu ghi. Cũng là màu ghi nhưng mà nó hơi xanh một chút, nó hơi khác mặt chút, để nó tạo cái điểm nhấn giữa mặt và cái dây nó khác nhau. Và bộ dây này cũng là dây cá sấu xịn rất là mềm và đẹp. Nói chung là dây và khóa của Armani Colette thì mình không có gì để chê cả. Bộ khóa cũng được làm rất là đẹp với sự kết hợp của chữ A và chữ N lồng vào nhau. Đó. Và trước đây mình đã mở những cái khóa này ra cho anh em xem rồi. Đó, và cái khóa này làm khóa giấu dây rất là tuyệt vời. Các bạn khi đeo thì nó sẽ giấu dây vào như này. Đó. Ở phía sau thì chúng ta vẫn có mặt đầy đủ những cái thông tin. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây là tất cả cái phần chữ ở phía sau và phần niềng ở phía sau chúng ta đều được làm khắc trên kim loại, chứ nó không được in lên. Các bạn sẽ thấy là dòng chữ Stainless Steel 316L và độ chống nước 10 ATM ở đây. Cùng với đó chúng ta sẽ có dòng chữ Sweet Matte Sapphire Crystal ở đây. Và bộ máy của chúng ta đó là bộ máy của Armani Colette base trên cái ETA. Và chúng ta sẽ có 25 chân kính, 28.800 tần số dao động và 40 giờ tích cót. Các bạn có thể thấy là kể cả mặt trước lẫn mặt sau của Armani Colette thì đều được hoàn thiện cực kỳ tốt. Cái lớp mặt sau này của chúng ta cũng được hoàn thiện thành nhiều lớp. Lớp ngoài cùng của chúng ta với những cái đường vân hoa này, các bạn có thể thấy là nó được làm rất là nhiều hình cạnh. Và trong đó ở phía sau thì ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái niềng băm rất là đẹp. Nói chung là về cái độ thẩm mỹ thì mình khó có thể chê của Armani Colette cái gì, vì nó làm rất là đẹp kể cả mặt trước lẫn mặt sau, và dây cũng vậy và khóa cũng vậy, được làm rất là tuyệt vời. Nói chung là em nó khá là hoàn hảo,
Chỉ có điều là thương hiệu Armand Nicolet thì anh em ở Việt Nam chưa chơi nhiều thôi. Nhưng mà chắc chắn là ICS sẽ đem rất là nhiều chiếc Armand Nicolet về để cho anh em có thể thử và thử ngoạn cái chiếc này. Đó. Chúng ta vẫn có cái núm là núm Skill Down giống như là dòng Daydate khác, vì độ chống nước 10 ATM và cái phần thân bên này của chúng ta thì cũng được làm thân bóng. Đó. Các bạn sẽ thấy ngay là với chiếc này thì nó được làm rất là đẹp. Đó, và dạ quang của em nó cũng rất là tuyệt vời. Mình nghĩ vậy. Mình nghĩ dạ quang của em nó thì hiện tại là dạ quang nó sẽ có ở, mình sẽ test cho anh em. Dạ quang thì chúng ta sẽ có ở các cái điểm chấm ở trên cọc số, và chúng ta sẽ có ở hai kim. Đó, anh em có thể thấy là khi mà mình quay lên thì cái tất cả những cái hoa văn ở trên mặt dial của em nó thì đều được làm rất là tốt. Đó. Và mình sau khi test thì mình sẽ tắt đi để cho anh em thấy cái dạ quang của em nó. Đó, và anh em có thể thấy là khi mình tắt đi thì nó có dạ quang khá là tinh tế. Kể cả trong cái bóng tối này, các bạn có thể thấy phần dưới của cái cọc số nó cũng rất là lấp lánh. Đó, các bạn thấy những cái chân dưới ở cọc số nó cũng làm rất là tuyệt vời, và bộ kim của chúng ta cũng bắt sáng rất là tốt. Mặc dù là chỉ có một chút ánh sáng thôi thì cái bộ kim của chúng ta vẫn phản chiếu rất là tuyệt vời. Đó, thực sự là cái nói về độ hoàn thiện, tức là finish của những dòng Armand Nicolet thì mình thấy nó rất là tuyệt vời và nó đáng mua. Với chiếc này nó chỉ khoảng tầm 23 triệu thì thực sự là nó hơn đứt tất cả những cái hãng trong cùng phân khúc giá. Ví dụ như là Oris, FC hay là Raymond Well Hamilton thì đều không có cửa so với cái độ finish của Armand Nicolet. Nếu như anh em thích chiếc này có thể qua ICS để thử lên tay, và mình nghĩ là các bạn sẽ không hề thất vọng về chiếc này. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.